Chưa. Bây giờ chưa mở cửa. Để ông Khanh á, gần nhà ông Khanh á. Đi làm đi ở đâu đó mà. Chứ Trần Cường nó rảnh nè, nó hay chạy ra chợ gì. Chơi gì đó? Chơi gì ngay đó là chơi gì? Hãy
chạy rồi.
Có đánh được gì đâu. Anh này giành, Cường nó giành quá. Cầu ai nó không tới nó giành, anh này quên được. Đủ sát hết rồi, cực chán rồi. Vô. Thank you.